Chào các bạn, ở đây mình đang có một cái máy mới của Nokia mang tên là Nokia 2.1. Thì Nokia 2.1 có giá là 2,6 triệu đồng, và nó có một số những cái chi tiết như là có con chip Snapdragon 425, chúng ta có màn hình 5.5 HD, pin mới 4000 mAh, dual stereo speaker, và chúng ta có thêm cái camera sau 8, camera trước 5 megapixel, và hỗ trợ cái nền tảng Google với Android Oreo. Bên trong hộp thì Nokia họ đóng gói cái này, thì mình thấy là với cái mức giá 2,6 triệu thì cái máy này cũng tương đối ổn để chúng ta có khi dùng. Chúng ta có một cái phần thân là bằng nhựa, logo Nokia nổi lên, camera ở đây, chúng ta có thêm micro hỗ trợ quay video, phím bấm. Thì cái máy này nó làm cho mình nhớ được một cái máy trước kia của Sony, nhìn nó cũng bầu bầu, nó mập mập kiểu này, vẫn thấy là nó không có gì gọi là nó có nhiều chất của Nokia. Chúng ta có sim 1, sim 2 và cái thẻ nhớ đây. Cái nắp này có thể mở được, lâu lắm mình mở một cái máy có nắp, bấm tất cả cái góc này, tất cả đều là khớp hết. Khi các bạn mở lên á, thì một điều đáng buồn là mình thấy là viền trên viền dưới của máy này nó quá dày. Mặc dù mặt kích thước 5.5 nhưng mà viền trên dưới dày, nó làm cho cái máy này nó không có đúng với kích thước của nó, nhìn nó rất là hơi thô xíu, mà phải nói như vậy. Rồi chúng ta có giao diện gốc của Android 8.1 với con chip Snapdragon 425. Chúng ta có thêm cái camera 8 megapixel phía đằng sau. Thì với những cái thông số này và một lượng pin rất là lớn, thì đây là một cái máy rõ ràng là dành cho những bạn sử dụng một cái máy thật là phổ thông. Chúng ta sử dụng cho những nhu cầu như là chơi game, lướt web và chụp ảnh chat chít với bạn bè. Pin lớn thì nó sẽ cho chúng ta cái cảm giác chúng ta sử dụng rất là lâu. Còn về mặt hoàn thiện thì mình thấy là nó hoàn thiện, nếu mà trên thang điểm 10 thì mình đánh giá nó ở mức 6 thôi, 6-7 thôi là cao rồi. Mặc dù Nokia họ đã có rất là nhiều những mẫu mà họ làm mà hoàn thiện cao cấp lắm, nhưng mà với mẫu này thì không. Chúng ta có một cái mức giá rất là ổn cho cái máy này rồi. Thì ở đây là chúng ta có tài liệu hướng dẫn đi kèm. Cùng với đó bên trong chúng ta có thêm cáp micro USB, tai nghe stereo và một cái cục sạc. Thì mình không nghĩ là đây là sạc nhanh, chứ nó cũng chỉ là sạc thường thôi. Đầu qua của nó là 5V 2A, khoảng 10W, để chúng ta có thể sử dụng để sạc thông thường được. Thì với một cái máy có cái thiết kế nó hơi bầu bầu, nó hơi mập mập kiểu này, thì mình nghĩ là nhiều bạn cũng sẽ thích cái thiết kế này, cầm nó tương đối là chắc tay và nó không có dễ bị rớt. Cũng như là với một cái màn hình lớn và pin lớn và giá rất là rẻ, thì chúng ta có thể sử dụng một cái máy giao diện thuần Google với thương hiệu Nokia rất là nổi tiếng. Thì mọi thông tin chi tiết khác về cái Nokia 2.1 mới vừa mới có hàng tạm nguyên, và dưới phần description mình đã có thông tin để các bạn có thể bấm vào và xem thêm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn các bạn trong những video công nghệ lần sau.